Xin chào mọi người, mình là Long, hiện tại mình là một giáo viên STEM tại Pháp Lab Đà Nẵng. Đến với chương trình STEM Master Trainer lần này, mình xin phép được giới thiệu một dự án STEM dành cho học sinh trung học phổ thông. Dự án được mang tên thiết bị cảnh báo tư thế ngồi dành cho học sinh. Như các bạn đã biết, bệnh cong vẹo cột sống là một trong những bệnh học đường rất là phổ biến hiện nay, chỉ xếp sau các bệnh như cận thị hay béo phì. Đặc biệt, nguyên nhân chính của bệnh được tìm thấy là do ngồi học sai tư thế trong một khoảng thời gian dài. Trong bối cảnh tỷ lệ của bệnh ngày càng tăng cao, rất nhiều các giải pháp nghiên cứu đã được đề xuất nhằm tìm ra giải pháp cải thiện tình trạng này. Là một đối tượng trực tiếp liên quan đến vấn đề này, mình hy vọng các bạn học sinh cũng được tạo điều kiện để có thể phát huy khả năng sáng tạo và vận dụng những kiến thức đã học để tham cùng nhau phát triển những giải pháp của riêng mình. Dự án sẽ không tập trung vào giới thiệu các thiết bị hay là kiến thức mới, mà tập trung vào việc thúc đẩy các bạn học sinh vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được học, đặc biệt trong lĩnh vực STEM, để tham gia vào việc tìm kiếm những giải pháp kỹ thuật phục vụ cho vấn đề thực tiễn của cộng đồng. Đồng thời, dự án cũng là cơ hội để các bạn làm quen với các kỹ năng mới như tư duy thiết kế, tư duy phản biện hay quy trình thực hiện dự án kỹ thuật. Dự án sẽ được chia làm 5 phần nhỏ để phù hợp với việc áp dụng trong môi trường giáo dục trung học phổ thông hiện nay. Ở phần đầu của dự án, các bạn học sinh sẽ tập trung vào việc tìm hiểu vấn đề thông qua các số liệu thực tế liên quan đến vấn nạn cong vẹo cột sống. Tiếp theo, các bạn học sinh sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm về các nguyên nhân gây nên vấn đề này và cùng nhau thảo luận để đưa ra một số giải pháp dựa trên các nguyên nhân đó. Sau đó, các bạn học sinh sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số giải pháp đã được áp dụng trong thực tiễn và đánh giá tính khả thi của chúng. Ở cuối phần này, các bạn học sinh sẽ được giao nhiệm vụ ôn tập lại về các thiết bị điện tử cơ bản mà các bạn đã được học và thử đề xuất một số ý tưởng. Ở phần tiếp theo, các bạn học sinh sẽ tập trung vào việc xây dựng các giải pháp cụ thể của dự án. Các bạn học sinh sẽ bắt đầu bằng việc báo cáo và đánh giá các phương án được đề xuất. Hoạt động này được tổ chức nhằm tạo cơ hội để các bạn học sinh rèn luyện tư duy phản biện thông qua việc nhận xét tính khả thi của các ý tưởng được đề xuất. Mình hy vọng sẽ có rất nhiều ý tưởng sáng tạo được đưa ra từ các bạn học sinh. Tuy nhiên, mục tiêu chính của dự án là giúp các bạn làm quen với việc vận dụng các kiến thức và làm quen với các quy trình thực hiện. Do đó, giáo viên có thể chủ động giới thiệu và yêu cầu học sinh thực hiện quy trình theo một ý tưởng đã được đề sẵn dựa trên những kiến thức mà các bạn đã học. Nhiệm vụ của các bạn học sinh là phát triển ý tưởng này thành một giải pháp hoàn thiện và xây dựng mẫu thử của mình. Phần 3 và phần 4 của dự án sẽ tập trung vào việc thử nghiệm các giải pháp và xây dựng mẫu thử. Phần cuối cùng của dự án là việc đánh giá và cải tiến mô hình. Sau khi các bạn học sinh báo cáo và thử nghiệm khả năng vận hành của mô hình, giáo viên có thể giới thiệu thêm về tư duy thiết kế, từ đó giúp các bạn học sinh quan sát lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án của mình. Trên cơ sở đó, các nhóm học sinh có thể tự nhận xét và đưa ra những đánh giá và hướng phát triển tiếp theo cho chính mô hình của mình. Thông qua dự án lần này, mình hy vọng nó là một công cụ tuyệt vời để thúc đẩy các bạn học sinh vận dụng những kiến thức, kỹ năng của mình, đặc biệt trong lĩnh vực STEM, để giải quyết các vấn đề thực tiễn cho cộng đồng. Các kỹ năng khác cũng sẽ được lồng ghép linh hoạt vào xuyên suốt quá trình thực hiện dự án nhằm tạo cơ hội và môi trường tốt nhất để các bạn học sinh có thể trau dồi và bổ sung kiến thức. Mình xin cảm ơn.